Ok, vật xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu chơi chân lý mùa năm và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa năm nha anh em. Rồi, mùa 4 chúng ta thì đã vừa mới kết thúc. Thì anh em là ấn tượng nhất với hệ gì tại mùa 4? Mình là mình thích thần tài lắm rồi đấy. Bây giờ thì chắc là chúng ta cũng không thể nào mà chơi thần tài được nữa. Nhưng mà sang phiên bản mùa 5 lần này thì chúng ta lại có một cái hệ cũng na ná giống thật với thần tài, đó chính là thần tài 5.0 với long tộc đấy. Và rất là nhiều anh em đã comment cho mình rằng hãy chơi thử long tộc tại mùa 5 để xem là nó có biến thái như là mùa 4 với thần tài hay không. Rồi, cái đầu thì chúng ta đã có được 3 long tộc rồi. Và cái hệ thần tài này thì sau mỗi round gọi là đánh người thì anh em sẽ có được mấy quả trứng. Khi mà kích hoạt được 3 long tộc thế này thì những cái quả trứng này đa số là nó sẽ nở ra, đó chính là tướng cùng với cái hệ 3 long tộc. Kiểu như anh em sẽ được con Seth hoặc là Uri hoặc là Ace, không thì con Zira. Đấy. Khi mà anh em kích hoạt được 5 long tộc thì những cái quả trứng này thì nó sẽ đổi màu ra, đổi màu thành màu vàng. Cho nên là với 5 long tộc thì nó sẽ ra rất là nhiều những phần quà nữa. Rồi, Pew, As. Đấy, càng nhiều As càng ngon phết. Ace này thì nó kiểu bắn khống chế cũng rất là thú vị. Kennen, Kaled, bộ tộc ác quỷ. Ác quỷ mình nghĩ là anh em thơ chơi theo phong cách Hyper Roll thì nó gọi là nó vừa mạnh vừa trâu nữa, rất là cù nhây. Vì những con ác quỷ này nó sẽ gọi là nhân bản ra ấy, khó chịu lắm. Ai đây? Đó chính là Thi Béo. Rồi anh em chơi thần sứ rồi. Có thì vàng luôn này. Wow, hồi nãy mình có một cái ở chấm màu vàng tự nhặt ra phát ra luôn cái Nico. Hơi dỗi một chút. Con này thì cũng đã lên được cấp độ 5 luôn này. Ui, con này thua hơi đậm. Bao nhiêu máu? 8 máu của mình. Không sao. Long tộc gọi là mình nghĩ chúng ta chơi theo vòng cách ban máu cũng được. Và những cái trang bị lần này thì chắc là mình sẽ chọn một cái cung gỗ thường đi. Mình sẽ cho Nunu vào để chúng ta có thể kích hoạt được 3 thây ma. Và chắc là mình sẽ lắp một chút trang bị cho Nunu nhá. Các anh em là Nunu chúng ta trang bị cho thây ma là những cái trang bị như thế nào? Cooldown Gosu hắc ám. Mình nghĩ là cũng khá là ổn. Tại vì cái con thây ma của chúng ta ấy là nó có được cái đòn đánh có khả năng hồi phục rồi. Cho nên là anh em cũng có thể lắp cái cung đao Gosu hắc ám này nhá. Tức là nó sẽ mất đi một cái sát thương chuẩn vào người của Nunu. Nhưng mà không sao đâu, tin mình đi. Ây à, ánh à, ánh chơi cái gì đây? Ánh đứng mở xoay sang gọi là long tộc của tôi nhá. Như anh chơi gọi là chiến binh rồi. Chiến binh đầu sĩ. Khả năng chúng ta đánh bại được ánh rồi anh em ạ. Thế là hiện tại là thây ma của chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Thây ma ra một phát là đấm vỡ mồm mình thanh niên này luôn. Ok. Đấm bao lực luôn. Đấy. Điên cuồng. Skill điên cuồng mày. Đấm cháy máy luôn. Cũng như là nhân tiện đây thì anh em nào mà muốn mình xây dựng về đội hình gì, muốn mình chơi đội hình gì, có ý tưởng gì hay, độc và lạ, hãy nhớ là comment ở phía dưới. Mình rất là trân trọng những ý kiến của anh em, cũng như là anh em hãy nhớ bình luận để mình có thể rút ra những kinh nghiệm. Nếu trong quá trình làm video sai ấy, anh em hãy nhớ bình luận phía dưới để mình có thể rút ra kinh nghiệm và làm video tốt hơn nữa nhé. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Đấy chính là những nguồn động lực lớn nhất cho mình để mình có thể làm những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Nguyệt 1789. Người anh em này thì lại chơi cái hệ một chút suy vong. Một chút hệ gì ta? Quên mất rồi. Có con Ivern này, cái hệ tà thần mà chưa có tà thần. Ủa, con Ivern thì trâu lắm anh em ạ. Mắc trâu luôn đấy. Cũng như nó gọi thanh niên Dai Si ra đập bốc rất là kinh khủng. Mà sao mà lại anh thây ma của mình được vậy không nào?
78 máu. Hiện tại là mình đang đứng ở vị trí top 3. Chắc là cũng chưa thể nào mà lấy được đồ xịn rồi. Đấy rồi, ôi anh em lấy hết BF rồi. Và chắc là mình sẽ lấy một cái kháng phép. Cái gì lắp một cái huyết kiếm cho người anh em Nunu. À, cho thầy ma. Đa số thì anh em chơi thêm ma thì chúng ta sẽ chia đồ ra nhé, mình nghĩ là đỡ bị lộn đồ. Ok, chúng ta có set 2 này, mình sẽ lắp luôn một cái huyết kiếm này cho thằng thanh niên Brain này luôn đi. Giờ thì lắp đại rồi, chưa biết từ nào là bán luôn anh em nhá. Đang được đá chuỗi thắng, tại vì thêm ma này chúng ta cũng chỉ chơi ở những cái giai đoạn đầu game, mình có thể giữ máu giúp cho trứng nở càng sớm càng tốt. Câu kéo thời gian thì có thể mình sẽ up cấp thật là sớm lên cấp 8 để có thể tìm được Heidamiger. Cái con quan trọng nhất trong bộ tộc Long tộc này thì mình nghĩ đó chính là con Heidamiger. Mình sẽ kích hoạt đủ 5 Long tộc và giúp cho anh em đẻ trứng vàng. Và một khi mà hệ Long tộc này được đẻ trứng thì thôi, anh em mình nghĩ là sẽ rất là biến thái đấy. Piu, uầy. Đội hình của mình tưởng không mạnh nhưng mà thực chất là mạnh không tưởng. Hôm nay thì cũng cấp độ 6, 50 tiền. Mình thì đánh theo chuỗi thua ở đầu game cho nên có rất là nhiều vàng cũng như là kết hợp với Long tộc nữa. Cho nên là khả năng úp cấp và tích vàng cũng cực kỳ nhanh. Anh à, úp dư một click rồi đây. Nếu mà trận này thắng thì chúng ta sẽ giữ lại UD, còn không thì mình sẽ phải bán UD đi thôi. Kenen, rất là nhiều hệ ác quỷ. Không biết là anh em nào có thích về ác quỷ hay không, comment cho mình biết nhé. Vì cái hệ ác quỷ này mình đánh giá kết hợp với hệ thây ma thì nó rất là cù nhây luôn, bao nhảy nhụa. Ai đây? Khải Nam Ca. Rồi anh em chơi suy vong à, dồn đồ cho Katarina thế này. Uầy, Katarina thế này mình nhảy như dạp xiếc luôn. Biến ảo đấy. Ui, lừa anh của mình luôn ạ. Lừa lượn. Quay heo này. Quay heo này. Ok, vẫn dư được chuỗi thắng trước khi mà ăn bại sói. Rất là tuyệt vời. Mình xem nào. Chúng ta có một Ivern, có một con Zira. Ok, Brain thì bắt ở đây. Chúa gì lên Brain 2. Cái này đi. Mình sẽ cho Dicey vào. Ăn xe thì cũng ăn xe 2 rồi đúng không? Nhưng mà chắc là mình sẽ cần một cái trang bị, đó chính là quỷ thư cho Zira. Cho nên mình sẽ quyết định đó chính là bán ăn xe 2 sao đi. Tuy là lỗ một tiền nhưng mà mình nghĩ cần những cái trang bị chuẩn cho những vị tướng hợp lý thì nó lại ổn áp hơn. Cho những vị tướng lông côm nó đồ không hay. Đấy. Đồ đạc có vẻ không ủng hộ chúng ta cho lắm. Nhưng mà được cái là có thêm một cái Nico này. Lên cấp 8 luôn. Heidamiger cấp 8 chúng ta có 5% ra được những vị tướng 5 tiền. Ui, nhưng mà lại ra được Garen với cả Darius. Không ra cho mình con Heidamiger rồi. Vậy thì biết phải làm sao bây giờ. Garen với cả Darius, một bên thì thần sứ, một bên thì ma sứ. Hai con thì có hệ thần vương. Nhưng mà nếu như mà anh em chơi hai con này cùng một sàn đấu thì nó sẽ mất đi cái hệ thần vương. Nhưng đổi lại anh em sẽ có được hai hiệp sĩ. Cái hệ thần vương này nó rất là mạnh, nó có thể khắc chế đối phương của chúng ta. Vậy, what a kill. Cho lên bảng luôn. Phiu, chỉ nhẹ 11 máu. Bây giờ chúng ta rất là mạnh rồi. Ui, chọn đồ lại không có BF thế này. Để chắc là mình sẽ chọn một cái con hắc ám đi nhở. Ok, The Raven 2 luôn này. Chiến nè. Chắc là mình sẽ bán mấy thanh niên thay ma đi vào dồn trang bị cho The Raven. Mình nghĩ đây là một sự lựa chọn không hề tồi. Đầu game chúng ta sử dụng thay ma để giữ máu và lắp những trang bị và đổi đồ cho The Raven như này là cực kỳ tuyệt vời. Rồi, găng lừa lọc à. Theo anh em của chúng ta, hãy lùi cái găng lừa lọc này nhá.
vì cái găng lừa lọc này thì nó cũng hay lừa mình lắm. Còn như là vừa ra được những trang bị xịn sò, vừa ra những trang bị của bắp. Lần này reset xịn ra trang bị ngon rồi này. Từ Raven này thì mình nghĩ chúng ta cái phiên đi chợ sắp tới nếu như mà lượm được thanh bị ép thì đúng là ngon luôn. Lắp luôn cái giáp tinh thần là đồ cực xịn sò cho The Raven. Nhưng mà vị tướng, những vị tướng mà không có khả năng hồi máu thì chúng ta đừng có lắp cho nó cái cùng đao hắc ám nha anh em nhé. Nếu mà anh em lắp cùng đao hắc ám thì chúng ta cần phải có một trang bị hồi phục máu đến huyết kiếm chẳng hạn. Đấy. Đi đây. Úi dồi ôi. Như này đi, mình sẽ cho hai quân đoàn vào thay vị trí của con Yasu. Không thấy bóng dáng người anh em Hedominger ở đâu cả. Quá là buồn. 5% tỷ lệ mình nghĩ là cũng hơi thấp. Chắc là mình sẽ cần phải lên cấp độ 9 để có thể tìm Hedominger một cách dễ dàng hơn. Ai đây? Nguyên 1789. Người anh em này có Hedominger, có tái tạo, có suy vòng. Khả năng là chơi The Raven nhưng mà lại chưa có The Raven. Đồ của Vay Ne này mình nghĩ là chắc chắn là đồi của The Raven rồi. Lệch đi đâu được. Chơi suy vòng đúng không? Mình không chơi suy vòng nhưng mà nó ra cho mình nhiều The Raven quá, mình bắt tạm chơi vậy. Mình bây giờ nó gánh team cho mình luôn này. Đấy. Auto chuỗi thắng. Dã man. Con The Raven này đúng là cực kỳ mạnh ở mùa năm này luôn. Nhưng mà nói về thì so sánh giữa những vị tướng 5 tiền, mình nghĩ 5 tiền nó vẫn là một cái thế lực gì đấy nó mạnh nhất. Xem là với 3 long tộc rất là sớm như là đầu xịn sò để mình sẽ lên được một vị tướng 5 tiền 3 sao này hay không nhá. Rồi hết những trang bị ngon rồi. Còn hai cái đem máu thôi. Mình em rất là tốt tính. Là hai một cái đem máu này thì đương nhiên là mình phải chọn con nhiều tiền hơn rồi. Viego và Kale. Bán con này đi nhá. Con Mordekaiser này thì nó tăng cho một chút. Nhưng mà đổi lại thì cái le đã có cái sức thương nó nhiều hơn. Ok, tôi cứ giữ lại đi. Tôi hình như có thể hơi thiếu tanh một chút. Úi chào. Ai đây nào? Rồi, nhìn qua đã biết chính binh rồi. Đội hình của Ánh rồi. Rồi ôi. Anh The Raven của mình bây giờ chắc là nó quăng dựa cho bay màu hết. Anh em thấy con Kennen không? Rất là điểm, nó sẽ giật mẹ toàn vào đồ luôn. Khó chịu dã man. Phew, phew, phew. Rồi ok. The Raven đúng là mạnh so với ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đánh team tao ảo luôn. Tiếp tục là một The Raven. Như này thì trời ơi, mấy ông kia lấy đâu ra The Raven để chơi đây. Nó cứ ra đều đều thôi. Set của mình lại ra mẹ đồ thế giới gì nữa. Set number 4 mà nó ra đồ random đồ này nhờ. Má nó nhảy một phát. Hủy diệt sàn đấu. Trong cái đấy thì béo thì béo. Quên cho mình được Kha'Zix 3. Anh em này sẽ là chơi thần sứ ở đầu game này mà. Hiện tại là chúng ta đang phải đối đầu với Khải 5K với một cái meta mới. Đó chính là Velcot sát thủ. Ui, xịt rất là khét. Hay quá. Meta mới thì mình nghĩ là cũng khá là mạo hiểm. Đồ của gà ta là chuẩn rồi đây, nhưng mà Velcot sát thủ của tôi gọi là cũng gọi là thấy hơi mới quá. Giáo án xịn quá mà. Gì đây, cho mình sẽ bán Ace đi thôi. Phiu, lại ra Zira. Ủa, chỉ này khả năng là chỗ cấp 9 thôi. Chứ bây giờ mà chơi Onin cấp 8 thì mình nghĩ là khả năng là ra được con đường Raven 3 đấy. Nên xui mà. Bây giờ chúng ta vẫn có hai cái Nico nữa đây này. Ngoài qua mấy cái chỗ mình ra hai cái Nico. Phiu, ủa, lại là tiền. Ui may quá, một thanh BF cuối cùng ạ. Quá là ngon. Nở trứng nào. Đấy, lại ra Ace. Rất là nhiều Zira luôn.
Mình sẽ lắp luôn một cái trang bị, đó chính là giáp thiên thần cho Draven. Và những trang bị còn lại thì xem nào, một cái thông đạo hay là một cái áo trang lửa. Mình nghĩ là một cái thông đạo cho nó cù nhây nhỉ. Cái áo trang lửa thì có thể ngăn khả năng hồi phục đi. Và chúng ta có một cái quỷ thư thì mình vẫn chưa đủ cho làm. Giờ suy vong kết hợp với sát thủ, đồ trang bị cho Katarina. Thì anh em Mia hi hi có một cái thiêu vàng nhưng mà vẫn chưa biết sử dụng vào vấn đề gì cả. Cấp độ 7 50 tiền. Mình nghĩ phải onin sớm thôi. Mia ha 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 hi hi rồi. Tuyên của mình tuy là nó khá là dị, được cái là nó mạnh. Ui, phát hai con gọi là ấy luôn, hai con Darius luôn. Chuẩn bị sau round này chắc là mình sẽ ôn đi luôn nha anh em nhé. Bởi vì lượng máu của những đối phương của chúng ta chắc là cũng sắp hết rồi. Phải ôn đi sớm. Nếu như mà anh em yêu thích đội hình gì, muốn mình lên một vị tướng bất kỳ nào 3 sao thì hãy nhớ comment ở phía dưới. Thì mình sẽ cố gắng thực hiện những cái ý tưởng này cho anh em xem nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em này thì chắc là chơi cũng chơi long tộc luôn. Zira 3, Ace, 2 Sojin, một cuồng đao rất là kinh khủng. Hay à, dầu tay mạng nhảy liên tục. Con Zira cũng nhận con Zira thì không chịu dã man, chói chói hoài anh em ạ. Có quỷ thư nữa, nó không chịu né đi. Phiu, hay quá, vẫn ăn được, bảo toàn được chuỗi thắng. Nở trứng. Tỷ lệ ra Hedeminger mình nghĩ nó hơi thấp tí. Hedeminger Garen Diego Timo còn Garen 2 này. Ui, giờ chắc là mình sẽ cho một thanh niên Diego vào đi. Chỉ chơi Garen với các Darius thì mình nghĩ là hai phe trái ngược lục đục với bộ chắc là không ổn một tẹo nào. Phiu. Ui xời ơi, anh máu đơ thì anh cũng trâu đấy, nhưng mà anh đưa ra về của mình nó em khiếp quá. Đấy, còn có cả Viego thế này, bắt thanh niên Taric đi. Như trận này nó cũng ủng hộ cho mình chơi 5 ấp trứng rồi, 5 long tộc rồi. Đợi mãi mà không ra Hedeminger, thế này là thế nào đây? Game lừa đảo rồi. Có cây lè cầm cuồng đào. Úi xời, cây lè mà có luôn này chắc nhặt về là chơi ngay luôn. Ok, xem mình lấy được cái gì không. Garen, mất luôn Garen rồi. Và chắc là mình sẽ lấy một cái trang bị này đi, à trang thủy ngân đi. Để cho Zira hoặc là chút đỡ vào đồ cho Kale. Diego 2. Rồi xong. Lỗi thế. Khả năng chắc mình sẽ không chơi ấp trứng luôn quá. Giận quá rồi. Ra nổi con Hedeminger cấp độ 9 rồi đấy. Rồi bao nhiêu vàng. Còn cái cung này chắc ném đại cho con nào thôi. Ai đây nào? Rồi, mình em đang đứng ở vị trí top 3. Kha'Zix 3, Kale kết hợp với thần sứ nhân tạo này. Kinh nghe. Căng này, đội hình này căng thế này. Ui dồi ôi, nhưng mà gấu của mình nó nhảy một phát rất là nhiều công chế luôn. Mình nghĩ con gấu này chúng ta có thể lắp cho nó cái quỷ thư là đẹp trời luôn này. Tiếp tục là Zira. Hai thằng Draven, chúng mình đã bán Draven đi mất rồi. Giận quá rồi. Darius. Ok, trận này có gì lên Darius 3 sao luôn này. Giờ mà ra Darius tinh anh nhỉ. Đúng chứ bây giờ làm gì còn tinh anh nữa đâu.
Katarina 3 sao. Càng thế. Mày chiến binh đồ long. Kata 2 găng bảo thạch kết hợp 1 kiếm súng hashtag. Đội hôm nay có... Ui, Kata nhảy kinh phết này. Một phát chết luôn. Nhưng mà Draven của mình chắc là chất lượng không cho mày chống cự nữa rồi. Ui, đá đất bằng kề quá. Đi. Ôi trời ơi. Cuộc chơi của chúng ta bây giờ cũng chỉ còn có 3 người mà thôi. Nhưng mà bây giờ mới ra Hedeminger. Và tất cả người chơi đều được phát một cái giáp thiên nhiên nữa thế này. Quái gì thế này. Mà bây giờ không biết là có chơi 5 long tộc hay không đây. Chơi chơi liều chút đi. Rồi 5 long tộc nha anh em nhá. Ôm rất là nhiều những vị tướng 5 tiền ở đây. Mỗi người phát cái giáp thiên nhiên như này. Quay lại thêm một số zin nữa. Đẹp trai thế. Hedeminger. Volibear. Cho đà lướt vào đi. Cho Virgo vào cho nó lực. Nhưng mà đội hơi tiêu tanh cho nên mình quyết định nó chính là cho đà lướt. Chiến binh với các thần sứ ạ. Mình sợ mấy anh thua nhiều quá. Chưa ấp được triệu chứng. Số gì này mình sẽ đắp cho Virgo giấu đi. Con này vẫn còn 43 máu. Con đang còn rất là chiến. Mày có Garen đúng không? Chơi Garen à? Hay à? Ai à. Ủa nhưng mà Draven của mình khá là lợi hại. Mình không thể nào mà đánh bại những cái ông quái vật này được. Hai thằng Ivern. Thần sứ mạ vàng kìa. Mọi cười thế nhờ. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một cái quả trứng vàng rồi. Một cái le. Liên tục là ra Draven. Nhưng mà trận này mình không muốn lên Draven 3 sao đâu. Để có thể gọi là lên một vị tướng 5 tiền 3 sao thì mình nghĩ là nó mãn đôi nhãn hơn. Một quả trứng vàng. Ai đây? 1, 2, 3, 4 tướng 3 sao. Mình vị trí cụ béo ạ. Vẫn dư một cái thiệp vàng, vẫn chưa biết lắp cái gì. Ôi trời ơi. Thua như này thì nghĩ thua cũng khá ổn. Tại vì thua cũng mất nhiều máu cho lắm. Máu của ta vẫn còn 46 cơ mà. Không ảnh hưởng gì nhiều. Hai quả trứng vàng rồi. Thêm một quả nữa nha anh em nhá. Garen này. Garen thì bán ai đi đây. Sẽ bán Ivern đi nhở. Chơi nhiều năm tiền thì nghĩ là nó khá là thú vị. Hiện tại chúng ta đã có được 4 con Garen và 5 con Darius, 4 con gấu. À trận này khả năng mình sẽ gặp bản sao cho nên là mình sẽ cho Darius vào đi. Đúng rồi. Tại vì hai lần trước thì mình sẽ gặp hai bản trứng rồi. Bây giờ khả năng gặp bản sao là cực kỳ chính xác. Pom. Gấu mình nghĩ là quỷ tư là nó gọi là gây được sát thương diện rộng ấy. Nên anh em đến lắp cho nó quỷ tư nhé. Chúng em sẽ đổi đồ. Ui, cũng thua. Đội hình của ai đây mà mạnh thế. Rồi, để phim đi chợ này có gì hot hay không. Có Virgo. Có Hedeminger. Hôm nay thì bắt Garen rồi. Một con Garen. À, chắc là mình sẽ lấy con Virgo này đi. Có gì tham một con lên Virgo 3 sao vừa. Bán được Draven đi này. Bán con này đi này. Virgo 2. Gấu. Darius. Garen. Darius. Ui. Bán Garen đi thôi. Không tham quá nhiều. Rất là nhiều King Red với cả con Hedeminger. Rồi. Úi xời ơi.
đồ đây, gửi thư cho gấu. Cuồng đao cây le, giáp tinh thần cây le, huyết kiếm cây le luôn. Còn mấy cái đồ lông cô mình lắp đại đi, toàn king red thôi anh em ạ. Ông này thì bắt một con Viago rồi. Xem chúng ta có thể lên được con gì 3 sao hay không nhá. Mình đã quyết định nó chỉ là bỏ con gà rank 3 rồi đấy. Ây à, đau nhờ, 12 máu. Chúng ta phải sử dụng sức mạnh thật sự rồi. Phew, cái này 2. Mình sẽ bán Hedominger đi. Đây rồi, chắc là mình sẽ lên một cái con đó chính là Darius 3 sao trước. Sử dụng một cái Nico này. Phew. Ôi trời ơi, vẫn còn rất là nhiều tiền. À, nhiều tướng 5 vàng như này thì mình nghĩ là bán đi cũng có rất là nhiều vàng luôn. Rồi với cả một con Virgo nữa, chúng ta sẽ lên được Virgo 3. Đá nữa đây. Phew. Ôi trời, bắt đầu. Ma một băm rồi kìa. Hút hết luôn. Kéo gì thế này. Xong xong xong. Anh đa lướt này anh mạnh quá rồi. Tìm thêm anh Virgo nữa nào. Này thì cho anh rất tinh thần đấy. Huyết kiếm cũng được. Đây rất hình như là sát thương vật lý. Cờ thì chút nó bán gấu đi luôn. Phew. Thế là bà mẹ sứ giả không chết. Bùm. Thu nạp được sứ giả rồi. À Virgo. Đây luôn. Vãi lần. Xem có gấu hay không. Không có gấu, toàn King Red thôi. Vẫn thêm một Nico nữa. Ôi giời ơi. Biết vậy khói nuôi gấu. Mới gà Red còn hơn. Virgo 3 sao. Ok, mình sẽ bán hết gấu đi để có thể 2 đánh 10. Xem có lại hay không. Tao đừng có vứt rồng nhá. 2 vs 10. Anh em xem đây. Phui. Úi dồi ôi. Quá là mạnh luôn. Thế này thì ai, đội hình nào có thể đỡ được bây giờ. Quá kinh khủng. Em sẽ không chiếm ngưỡng hai vị tướng 5 tiền 3 sao Virgo với cả Darius. Không chịu tối cao. Như này anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Uầy, vậy là các bạn cũng đã đầu hàng luôn rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.